Chúng tôi có dịp trở lại một số bản làng đồng bào Thái vùng cao xứ Thanh vào những ngày xuân về Tết đến. Sau 3 năm đại dịch Covid-19, bức tranh kinh tế xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã dần hồi sinh trở lại. Những ngôi nhà sàn bình dị kiên cố, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt đã tạo nên một bức tranh trù phú ấm no trong mùa xuân mới. Em chào chị ạ. Dạ. Chị ơi, em là phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Dạ vâng. Hôm nay thì em đến thăm bản mình để xem là sau nhiều năm thì bản mình năm nay đón Tết như thế nào. Mỗi năm thì kiểu là đường chưa có đường, chưa có điện thì bọn chị kiểu là ăn Tết cũng chưa vui vẻ lắm. Nhưng mà trừ thì điện về đường thì có rồi thì bọn chị lại vẫn Tết vui vẻ năm nay tóm lại. Dạ vâng. Thế bản mình có điện lâu chưa ạ? Thì mới có thôi. Dạ vâng. Mới có chưa được một tháng. Điện có rồi, đường có rồi, trừ là bọn chị đã trông chờ vô có đất sản xuất. À, có thêm đất để sản xuất. Dạ. Dạ vâng. Bà con ở bản mình thì thường đón Tết thì có tổ chức các hoạt động vui chơi văn nghệ không ạ chị? Có nhảy sạp này, ví dụ là múa trên nữa này là cũng vui, nhảy sạp với chơi quay, nhắm quần, bắn nỏ. Dạ. Vui lắm. Chắc là năm nay là có điện thì chắc là vui hơn mọi năm. Mọi năm không có điện, không có đường thì cũng vui lắm rồi. Dạ vâng. Từ bao đời nay, có lẽ đây là cái Tết vui nhất đối với người dân bản Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh. Đây là năm đầu tiên bà con được đón Tết trong ánh sáng của điện lưới quốc gia và con đường được bê tông hóa vào tận bản. Tết này, bà con đã có tivi để xem, có đường giao thông thuận lợi để đi chơi Tết và thăm thân họ hàng gần xa. Thưa quý vị và các bạn, cũng như bà con dân tộc Thái ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, những ngày này, bà con dân tộc Thái ở huyện vùng cao Lang Chánh cũng đang háo hức để chào đón mùa xuân năm 2023. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại bản Húng, xã Giao Thiện, huyện miền núi Lang Chánh, một bản mà mới có điện cách đây hơn một tháng. Hiện tại thì không khí ở đây đang rất là nhộn nhịp. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi vào để xem lại cảm nhận của người dân nơi đây trước thềm năm mới như thế nào nhé. Em chào các chị ạ. Dạ chị ơi, hôm nay bản mình có sự kiện gì mà vui thế ạ? Vâng ạ, hôm nay bản tôi là gần đến Tết Nguyên Đán ạ. Với lại bạn tôi là có đường, có điện nên là chúng tôi đang chuẩn bị để tập văn nghệ để mừng ngày có điện này, có đường này, với là mừng Tết Nguyên Đán sắp tới ạ. Dạ sắp vâng. Đến ạ. Thế thì chắc chắn năm nay thì bản mình sẽ rất là vui và nhộn nhịp rồi ạ. Vâng, dạ. Năm nay bản vui hơn mọi năm, là chúng tôi cũng vui là nhà nước là cũng cho cái điện này, cái đường này. Dạ vâng. Với lại sắp đến Tết Nguyên Đán rồi nên là chị em tập văn nghệ để diễn năm mới. Năm mới ạ. Những ngày này thì bà con dân bản mình có vui đón tân niên không ạ? Có ạ. Hôm nay là bọn tôi thì cũng là vừa tổ chức văn nghệ rồi là mừng có đường có điện đến thì chúng tôi cũng có làm bữa cơm tất niên cho chị em và mời cô với là các chị em lên nhà chúng ta cùng dự bữa cơm tất niên của ngày Tết Nguyên Đán ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các chị. Mời các chị em ạ. Theo tục lệ của người Thái, cứ vào những ngày cuối năm, bà con lại tề tựu về nhà trường bản để cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ tất niên và tổng kết một năm cũ đã qua. Tất cả những sản vật trên mâm cỗ đều do bàn tay lao động của bà con làm ra để thể hiện tấm lòng thành kính của bà con dân bản với tổ tiên thần linh đã phù hộ cho bản làng một năm bình yên, mùa màng tươi tốt. Mùa xuân này, đối với người dân bản Húng, lại càng thêm ý nghĩa trong niềm vui có điện, có đường và bản làng đổi mới. Cái kỳ vọng của năm 2023 đối với xã Giao Thiện, cái thứ nhất là cái phấn đấu là thu nhập bình quân đầu người là đạt 31,5 triệu năm trên một đầu người. Cái thứ hai là về các cái mô hình, phấn đấu là đạt 3 mô hình
chăn nuôi, một mô hình của cây gai xanh. Đấy, còn một cái vấn đề nữa là về cái chương trình, về cái mục tiêu phát triển kinh tế theo cái hướng là xóa nghèo nhanh và bền vững. Thì cái này chương trình của giao thiện của năm 2023 thì đưa vào cái sự kỳ vọng để làm sao là cố gắng là đích đạt và vượt các cái chỉ tiêu mà do huyện giao. Rời Lang Chánh, chúng tôi lên huyện vùng cao Quan Hóa và điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là bản Bút, xã Nam Xuân. Chị Tuyết ơi! Khác với hình ảnh của những năm về trước, bản Bút giờ đây như khoác lên mình một tấm áo mới với màu xanh của sự trù phú ấm no. Bà con dân tộc Thái bây giờ, thay vì quanh năm chân lấm tay bùn, thì giờ đã biết phát huy thế mạnh để làm du lịch cộng đồng. Chị cũng đang chuẩn bị sắm sửa nhà cửa. Năm vừa rồi là bản mình có nhiều thay đổi hơn năm cũ nhiều. Chị ơi, cái điều mà chị cảm thấy hài lòng nhất trong năm 2022 vừa qua là gì ạ? Chị cảm thấy hài lòng nhất là dị giá nó cũng bớt đi nhiều. Và lại chị cũng với là các homestay ở bản Bút đón được rất chi là nhiều lượt khách hơn. Chị cảm thấy rất chi là vui mừng. Chị cũng mong sẽ năm mới này, năm 2023, chị sẽ đón được nhiều lượt khách hơn nữa để bạn bè gần xa biết đến bản Bút, đặc biệt là gia đình chị. Theo phong tục người Thái, hôm nay chị Phạm Thị Tuyết chuẩn bị những món ăn truyền thống để cúng tất niên. Mâm cơm tất niên của người Thái bao giờ cũng có ít nhất từ 8 món, trong đó không thể thiếu các món như cá nướng, thịt các bếp, món mọc và xôi nếp nương. Bữa cơm tất niên ngày Tết là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Thái, như để khép lại một năm cũ sắp qua. Bởi vậy, dù có bận rộn tới đâu, các thành viên trong gia đình cũng dành thời gian để sum họp bên mâm cơm cuối năm, cùng nhau chia sẻ những vui buồn của năm cũ và gửi lời chúc tốt đẹp cho một năm mới sắp đến. Muốn duy trì và bảo tồn được các văn hóa của bản địa. Cái thứ hai nữa là muốn cho các homestay ngày càng làm ăn phát đạt và nhiều du khách biết đến. Và cái nữa là muốn cho cái tinh thần đoàn kết cũng như là dân trí ở đây nó được nâng lên, đời sống được nâng lên để cho cuộc sống của bản làng thêm ấm no. Mong muốn rằng sang năm 2023 chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, đảng và chính quyền cấp trên, cũng như là sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí, cũng như là của tất cả cộng đồng và du khách muôn phương, là sẽ luôn tiếp tục ủng hộ cho việc phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở đây. Trên những bản Thái nói riêng, miền Tây xứ Thanh nói chung đang chuyển mình khởi sắc. Những sự thay đổi ấy xuất phát từ sự quan tâm hết sức thiết thực, sự hỗ trợ kịp thời bằng nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào miền núi. Và trên hết là sự nỗ lực vươn lên của chính những người dân ở mỗi bản làng. Giữa không gian mênh mông nơi đại ngàn xứ Thanh, trong cái giá lạnh miền Sơn Cước, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp trong mỗi cầu khập, điệu xòe thể hiện tình đoàn kết trong những ngày đất trời, lòng người đang vui đón xuân sang. Bên những nếp nhà sàn, trên mọi nẻo đường, không khí ngày Tết đã rộn rã, báo hiệu một mùa xuân nữa lại về.